Xin chào mọi người. Hôm nay mình tiếp tục mang đến cho các bạn một sản phẩm. Đó là một cái bóng đèn LED thương hiệu Việt Nam MBE LED 30W, xuất xứ 100% là Việt Nam nha. Hàng Việt Nam sản xuất. Có mã là LPD 30T. LED 30W. Đây. Có thể có mã code, các bạn có thể là quét cái mã code này. Sản phẩm của công ty Mạnh Phương. Đây, đây là thông số bóng 30W. Thông thường thì có loại 40W, 45, 50 gì đó. Nhưng nay mình sẽ làm cái 30W cho các bạn nào mà cần tìm một cái loại bóng LED tốt cho gia đình. Mình nói luôn là mình không có bán sản phẩm nha các bạn. Mình chỉ làm để mình phổ biến, mình giới thiệu cho các bạn nào cần tìm những sản phẩm tốt thôi. Đây là tem bảo hành. Thời gian sử dụng của nó là khoảng 30.000 giờ. Sáng rất cao, rất tốt. Không ảnh hưởng tới mắt. Sản phẩm chất lượng nó cũng không có thua kém gì như sản phẩm của Rạng Đông rồi đó. Trên thị trường thì nhãn hiệu này cũng rất nhiều, rất quen thuộc. Không chỉ riêng bóng đèn LED mà nó còn có MBE. Thương hiệu MBE thì nó còn sản xuất những cái ổ cắm, phích cắm, những cái bóng LED dùng cho hội trường, sân khấu, kiểu rất nhiều. Đây là bóng LED. Độ sáng nó rất cao. Xài rất bền nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử độ sáng cho các bạn xem nha. Đấy, độ sáng của nó đấy. Rất là sáng. Các bạn thấy không? Sáng nhá. MBE 30W. Độ sáng của nó là 6.000.
đến 6 ngày 500k, dòng điện 220. Rồi, xin chào các bạn.